Hoa hậu Kỳ Duyên và dàn người quen gỡ Miss Universe Việt Nam. Miss Universe Việt Nam 2024 hút nhiều gương mặt quen dự thi như Kỳ Duyên, Phí Phương Anh, Emily. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,76m, số đo 86, 60, 94cm, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Việt Nam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Việt Nam 2023. Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội. Cô cao 1,71m, được biết tới khi trở thành Á quân The Face Việt Nam 2018, là học trò Võ Hoàng Yến. Năm 2021, cô đoạt quán quân siêu mẫu châu Á, Emily tên thật là Quách Tapiao Miley, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt, Pháp, được nhiều người gọi với biệt danh Bông Hồng Lai lúc bắt đầu hoạt động showbiz. Cô cao 1,76m, nặng 55kg, số đo 89, 64, 94cm. Người đẹp có khả năng đọc rap, chơi piano, guitar và sáng tác, từng phát hành các MV Party Úc, Tình yêu dài lâu, Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu. Ngoài âm nhạc, cô lấn sân diễn xuất qua phim Tiệm bánh Hoàng tử bé, Võ sinh đại chiến. Năm 2023, cô là một trong 7 thí sinh vào thành đoàn chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Phí Phương Anh sinh năm 1997, quê Hà Nội, cao 1,75m, số đo 87, 61, 93cm, được khán giả biết đến sau khi đoạt quán quân The Face Việt Nam 2016, là học trò của Hồ Ngọc Hà. Hoạt động người mẫu 5 năm, cô chuyển hướng làm ca sĩ từ năm 2021. Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Cô cao 1,74m, số đo 3 vòng 84, 63, 94cm. Cô có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đoạt Á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Việt Nam 2023. Hà Kino sinh năm 1992, quê Hà Nội. Cô từng tham gia Việt Nam Snet Top Model 2012, kinh nghiệm làm người mẫu 12 năm. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nguyễn Thị Trà My sinh năm 1991, quê Hà Nội. Cô hoạt động người mẫu 13 năm qua sau khi đoạt Á quân Việt Nam Snet Top Model 2011. Năm 2023, cô vào top 10 The New Mentor, là học trò Hương Giang. Đoàn Tường Linh từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2023. Cô gái quê Lâm Đồng cao 1,77m, số đo 85, 64, 92cm. Lương Thị Hoa đang sinh năm 2001, quê Hải Dương, là Á hậu một Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Cô cao 1,77m, số đo 92, 66, 99cm. Lê Thị Kiều Nhung sinh năm 1998, quê Trà Vinh. Cô cao 1,8m, số đo 86, 62, 92cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Nam Bộ 2022. Đinh Thị Triều Tiên sinh năm 1998, quê Phú Yên. Từng đoạt Á khôi sinh viên Việt Nam 2017. Sau các tin, các thí sinh sẽ trải qua quá trình huấn luyện và 8 thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hoa hậu có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm. Dàn giám khảo đã công bố gồm người mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Hương Giang, nhà sản xuất dược sĩ Tiến, Á hậu Miss Universe 2023 Antonia Fosin. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.